Bệnh viêm da ứ động và cách điều trị tốt nhất. Viêm da ứ động còn được gọi là viêm da ứ động tĩnh mạch thường xảy ra khi có vấn đề về lưu lượng máu trong tĩnh mạch làm tăng áp lực máu, thường ở cẳng chân. Áp lực này là cho các chất lỏng do rỉ ra các tĩnh mạch và vào da dẫn đến viêm da ứ động. Bệnh viêm da ứ động là gì? Viêm da ứ động là vùng viêm da ở chân, thường kèm theo thiểu năng tĩnh mạch hoặc loét rõ ràng. Nguyên nhân do tĩnh mạch bị suy yếu cản trở việc bơm máu từ chân về tim, dẫn đến tăng áp lực trong các mao mạch gây rò rỉ các tế bào máu và dịch ra da và các mô, làm da bị thương tổn và ngứa. Số lượng người béo phì, thường là nữ giới, những bệnh nhân có mức độ thiểu năng tĩnh mạch hoặc giãn tĩnh mạch ở cẳng chân. Trước khi có loét ứ động, có thể xuất hiện phản ứng viêm da nhẹ với teo biểu bì, ban xuất huyết và nhiễm sắc tố do hẹ mỏ sải đờ dìn. Những thay đổi này liên quan đến máu thoát mạch vào mô và thiếu oxy. Triệu chứng viêm da ứ động. Một, da trở nên mỏng, màu nâu, với các tổn thương có thể như chấm hoặc đốm, ban đỏ, kích ứng bề mặt, vùng do ở mắt cá chân hoặc cẳng chân trở nên sậm màu và, hoặc dày lên. Hai, da có thể bị suy và có thể loét cục bộ. Ba, chân, mắt cá chân, hoặc các khu vực khác có thể sưng lên. Bốn, lở loét. Năm, ngừa và, hoặc đau chân. Sáu, đôi khi có thể bị đau dai dẳng ở các mô bị sưng và có thể cảm giác như bị kim châm. Bảy, da bị nứt và tổn thương do viêm da ứ động tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng và viêm mô tế bào, cellulitis, ở chân. Nếu tình trạng da trở xấu có thể gây loét tĩnh mạch. Biểu hiện lâm sàng. Mặt trong của hai cẳng chân. Phía trên và xung quanh mắt cá trong là vùng bị tổn thương chính. Da bóng, keo và thường có rất nhiều mạch máu nhỏ dễ dàng quan sát. Ngứa có thể là dữ dội và gây vết xước chấm liền. Những tổn thương khác ít nghiêm trọng có thể thấy trên bắp chân và đùi. Điều trị viêm da ứ động bằng Tây y và điều trị tĩnh mạch giãn là quan trọng nhất. Sử dụng sở tờ giò tại chỗ mặc dù có giá trị để giảm triệu chứng nhưng không được khuyên dùng vì sở tờ giò sẽ thúc đẩy đến những thay đổi keo đã sẵn có trong biểu bì mỏng. Băng tầm hắc yến hoặc y thì ổn bảo vệ là có ích cả trong ngăn ngừa gãi và bảo vệ những sang chấn nhỏ khác. Điều trị viêm da ứ động bằng Đông y dị thuốc chữa nấm da trần 10 được bào chế từ các cây dược liệu Đông y dị quý hiếm như uy linh tiên, hoàng đơn, cỏ mần trầu, cỏ ngư sắc, hùng hoàng, hương nu. Công dụng: đặc trị nấm á sừng, nấm móng, viêm da cơ địa, lang ben, nấm tổ địa, eczema, nấm tóc, hắc lào, các bệnh nấm khác. Cam kết sẽ làm cho khách hàng hài lòng. Được bào chế từ nhiều loại thảo dược, rễ cây quý hiếm, ai cũng có thể dùng được. Hiệu quả trông thấy, khác biệt so với các loại thuốc điều trị nấm Tây y chỉ chuyên về kháng sinh. Hướng dẫn sử dụng: ngâm rửa vùng da bị bệnh bằng là trầu không và bổ kết. Nấu 500ml với tỷ lệ 3 quả bồ kết 5 lá trầu không hoặc nhiều hơn, từ 20-30 phút để loại bỏ da chết, vừa ngâm vừa kỳ bỏ da chết bên ngoài. Chú ý, trước khi sử dụng phải lắc đều lọ thuốc, bôi phủ kín vùng da bị bệnh. Lau khô trước khi bôi thuốc. Ngày bôi thuốc nhiều lần, ít nhất 3-4 lần, ngày. Kiêng kỵ, không ăn các thức ăn canh, có tính hàn, cá, cua, tôm, kép, thịt gà, thịt chó, hải sản biển. Tránh để vùng xoa thuốc tiếp xúc với các chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, xà phòng. Tuyệt đối không tiếp xúc thường xuyên với nước, ngoài tắm rửa hàng ngày. Kết hợp điều trị, nên uống nhiều nước lọc, nước ép cam, chanh, sinh tố hoa quả. Ăn hoặc uống nước xay từ rau diếp cá, rau má, xài đất. Có tác dụng làm mát, giải độc. Kết hợp luyện tập để mau khỏi bệnh, nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại xuôi ra, cứ như thế cho máu lưu thông ở tay. Chân cũng vậy, tìm cách tập cho máu lưu thông đến các đầu ngón chân để nuôi da đối với trường hợp bị bệnh ở tay chân. Liệu trình sử dụng: dùng tối thiểu trong 4 tuần để đạt hiệu quả tối đa. Chống chỉ định: tránh bôi lên vết thương hở. Không được uống. Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh xa tầm tay trẻ em. Thảo thêm tại đây.